Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 15 giờ thứ ba ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 10, Hội đồng nhân dân thị xã Sapa khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 11, kỳ họp giải quyết công việc phát sinh. Kỳ họp tiến hành thông qua nội dung các tờ trình của Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tờ trình điều chỉnh chương trình phát triển đô thị Sapa giai đoạn đến năm 2030, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái và bảo tồn thiên nhiên Lách Giao tại xã Thanh Bình và xã Bản Hồ. Điều chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Sapa giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sapa. Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thị xã Sapa các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Các nghị quyết được thông qua nhằm kịp thời giúp thị xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2023 đề ra. Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã bầu ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã Sapa khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tại 21 xã, thị trấn của huyện Bát Sát tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe cho thanh niên trên địa bàn trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024. Công dân được khám tổng quát, đảm bảo chiều cao, cân nặng và các điều kiện khác về sức khỏe. Sau khi hoàn thành khám sơ tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương tiếp tục quản lý hướng dẫn thanh niên tham gia khám tuyển tại cấp huyện vào tháng 11 tới Năm 2024, huyện Bát Sát được giao tuyển chọn 124 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện phối hợp với các xã thị trấn tiến hành ra soát lập danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật Nghĩa vụ Quân sự, vận động thanh niên đi làm xa trở về địa phương khám sơ tuyển theo quy định. Huyện Bảo Thắng đặt mục tiêu đến hết năm 2024 sẽ có 63% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện Bảo Thắng có 3 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Xuân Quang, Sơn Hà và Sơn Hải. Dự kiến hết năm nay có thêm xã Phú Nhuận hoàn thành toàn diện 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong năm 2024, huyện Bảo Thắng phấn đấu thêm 3 xã là Gia Phú, Xuân Giao và xã Phong Niên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Thị trấn Phú Lô đạt đô thị văn minh. Giải pháp trọng tâm được huyện ưu tiên thực hiện là lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia cho xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực của người dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này một số hộ ở thôn Sấn Bản, xã Nập Chảy, huyện Mường Khương đang bước vào chính phủ của nghề nuôi tằm ăn lá sắn. Một lứa tầm khoảng 20 ngày, mỗi vụ nuôi được nhiều lứa. Thu nhập từ nuôi tầm đã giúp các gia đình nơi đây có thêm nguồn thu đáng kể trong lúc nông nhạt. Có sẵn diện tích sắn được trồng những năm qua. Để tận dụng nguồn lá, chị Lù Thị Lan mua một lạng trứng tầm về nuôi thử. Sau lứa đầu tiên, chị Lan nhận thấy tầm dễ nuôi, thời gian sinh trưởng ngắn. Tầm chín bán 50-60.000 đồng một kg. Trừ chi phí, chị Lan có lãi 5 triệu đồng bởi vậy chị tiếp tục mua giống nuôi lứa tiếp theo trồng được cây sắn thì uh, tận dụng uh, cái cành của nó để nuôi tầm để uh, tăng thêm thu nhập nuôi tầm xong khi nào hết lá sắn ấy thì bà con đào uh, củ sắn để bán thì uh, nó cái cái uh, cái thu nhập kinh tế nó được uh, uh, nhiều hơn cũng giống như chị Lan năm nay chị Ma Thị Kim cũng thử nuôi tầm ăn lá sắn làm giàn nuôi tầm, bên dưới chị trải bạt để tận thu nguồn phân tầm, bón cho cây trồng. Khi cây sắn ở giai đoạn phát triển lá, gia đình đã tận dụng nguồn lá sắn này để nuôi tầm kiếm thêm thu nhập. Nuôi tầm không mất tiền mua thức ăn, đầu tư cũng không đáng kể, chỉ tốn công đi cắt lá sắn hàng ngày. Hiện thôn Sấn Bản có 10 hộ dân nuôi tầm ăn lá sắn. Ban đầu bà con nuôi để làm thực phẩm, phục vụ đời sống trong gia đình. Tuy nhiên nhận thấy nhu cầu thị trường khá lớn nên các hộ đều mở rộng nuôi đại trà. Trung bình từ mỗi lạng trứng tằm có thể thu từ 100 đến 120 kg tằm thương phẩm. Thuận lợi hơn là tư thương đã đến tận nơi để thu mua tằm chín với giá ổn định, tạo động lực để chị em mở rộng quy mô, góp phần tăng thêm thu nhập nuôi tầm mang lại giá trị kinh tế cho gia đình thì các chị em hội viên khác cũng đã đi ở, ở, mua về nuôi và học hỏi kinh nghiệm cho nhau và những kinh chị nuôi trước thì có kinh nghiệm thì lại hướng dẫn chị nuôi sau. Mặc dù chỉ là nghề phụ tận thu nguồn lá sắn nhưng nuôi tầm đã trở thành nguồn thu chính cho nhiều hộ gia đình lúc nông nhàn ở nậm chảy. Để nghề nuôi tầm ăn lá sắn duy trì bền vững trong những năm tới, người dân cần học hỏi thêm các kỹ thuật nuôi tầm, cách phòng tránh dịch bệnh trên tầm để mang lại hiệu quả cao hơn. Toàn tỉnh có 1.119 người có uy tín ở hầu khắp các thôn bản, khu dân cư. Vai trò của người có uy tín góp phần tích cực xóa bỏ các hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Không chỉ là lực lượng quan trọng, cầu nối tuyên truyền đưa chủ trương chính sách của đảng, nhà nước đến với đồng bào, Bằng tiếng nói sức ảnh hưởng của mình, người có uy tín còn tích cực vận động đồng bào đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động người dân xóa bỏ nhiều hổ tục, nhất là trong phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Trong 9 tháng năm 2023, đã ngăn chặn kịp thời 198 trường hợp có ý định tảo hôn, toàn tỉnh không còn hôn nhân cận huyết thống. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước hết năm 2023, toàn tỉnh có 96,5% số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. Đến nay, toàn tỉnh có 834 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, cung cấp nước cho gần 44.000 hộ gia đình. Trong đó chỉ có 35 công trình hoạt động bền vững, 179 công trình tương đối bền vững, còn lại là các công trình hoạt động kém bền vững và không hoạt động. Phần lớn các công trình cấp nước có quy mô nhỏ, chỉ cấp nước cho khoảng dưới 250 hộ gia đình. Năm 2023, toàn tỉnh có 18 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đang được thi công xây dựng, khi bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp nước cho khoảng 2.400 hộ dân. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Sắc vàng hương cốm, lễ hội cốm Dương Quỳ, huyện Văn Bàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 21 và ngày 22 tháng 10 tới đây với nhiều hoạt động hấp dẫn. Cùng với phần lễ trang trọng, phần hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa địa phương như lễ hội đường phố với sự tham gia của khối các dân tộc Tày, Thái, Giao, Sa Phó, Kinh, thi dân ca dân vũ, ra mắt các câu lạc bộ khắp nôm của các xã, hội thi giã cốm truyền thống, dài chạy trên biển vàng, trưng bày ẩm thực thông qua 20 gian hàng của các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã. Thông qua lễ hội, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Tài trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, hướng tới xây dựng thành sản phẩm du lịch độc đáo thu hút du khách. Ngay sau khi phát hiện các ca bệnh mắc sốt xuất huyết đen kiều tại Bản Chuân, xã Xuân Hòa, Trung tâm Y tế huyện Bảo Yên đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để lây lan diện rộng. Ba bệnh nhân mắc sốt xuất, xuất huyết được phát hiện tại bản Chuân, xã Xuân Hòa đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên. Cả ba trường hợp trong vòng 14 ngày trước đó đều không đi ra khỏi địa phương. Ngay sau khi xuất hiện ổ dịch, Trung tâm Y tế huyện đã phối hợp với trạm y tế xã tiến hành điều tra dịch tễ, tổ chức họp dân tuyên truyền nâng cao nhận thức về dịch bệnh, triển khai phun hóa chất diệt vectơ truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết trong vòng bán kính 200m, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy, xử lý nơi trú ngụ sinh sản của muỗi chúng tôi đã phải là dùng tất cả tất cả các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả nhất để khống chế cái dịch bệnh này trong cái thời gian ngắn nhất. Người dân bản chân cũng được hướng dẫn các kiến thức về cách nhận biết bệnh sốt xuất, xuất huyết, cách phòng tránh, chăm sóc người bệnh bị sốt xuất, xuất huyết, cách ly tại nhà những bệnh nhân nghi ngờ mắc, chuyển tuyến điều trị kịp thời. Đến ngày hôm nay thì nói chung là chiếm 8-9% là bà con cũng đã chấp hành và cũng đã thu dọn và quét dọn nhà cửa và cũng đi từng nhà mà cũng hướng dẫn cho tất cả bà con để bà con nắm được đấy qua đấy thì nói chung là bà con là cũng nói chung là cũng rất là ủng hộ và để giữ sức khỏe cho tất cả mọi người dân qua cái cái việc làm triển khai thực tế như vậy thì bà con cũng hiểu ra cái công tác vệ sinh và nâng cao cái công tác phòng chống dịch bệnh đối với bản thân và cũng như là gia đình và đối với các hộ xung quanh ở khu vực bản mình sinh sống Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có nguy cơ lây lan thành dịch. Bệnh diễn biến khó lường, thậm chí dễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm, nhất là với những người có bệnh nền. Vì vậy, khi có biểu hiện nghi ngờ mắc sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và làm xét nghiệm trần đoán để điều trị kịp thời dưới sự giám sát của các y bác sĩ, không tự ý điều trị tại nhà. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Sau quả luôn là nhóm hàng có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của toàn ngành nông nghiệp. Giá trị xuất khẩu rau quả trong 9 tháng năm 2023 đạt 4,2 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất khẩu ngành hàng này đến nay đã vượt kỷ lục lịch sử kim ngạch 3,81 tỷ đô la Mỹ của năm 2018. Dự báo xuất khẩu rau quả cả năm 2023 có thể mang về hơn 5,5 tỷ đô la khi vẫn còn 3 tháng cuối năm. Tuy nhiên cùng với tăng trưởng thì yêu cầu giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định đến uy tín và sự tăng trưởng bền vững của cả ngành hàng. Để tái canh hiệu quả vựa cam Cao Phong nói riêng, các vùng cây ăn quả có múi trên địa bàn nói chung, ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình chỉ đạo xây dựng quy trình tạm thời hướng dẫn trồng tái canh và phòng chống các sinh vật gây hại trên cây ăn quả có múi biện pháp kỹ thuật tái canh cây ăn quả có múi được xây dựng trên cơ sở áp dụng kết quả các đề tài khoa học đã nghiệm thu qua các bước xử lý tàn dư thực vật, luân canh cây trồng, chuẩn bị hố trồng và xử lý đất, chuẩn bị cây giống, theo dõi xử lý sau trồng. Quy trình cũng phân tích chỉ rõ biện pháp phòng bệnh và kỹ thuật phục hồi vườn cây ăn quả có múi, có hiện tượng vàng lá, thối rễ. Để kích cầu hành khách đi tàu hỏa, ngành đường sắt triển khai nhiều chương trình ưu đãi trong 3 tháng cuối năm với tổng cộng 18.000 vé. Theo đó, trong tháng 10, chương trình 6.000 vé kích cầu giảm 30% giá vé tất cả các loại chỗ. Tháng 11 và tháng 12 dự kiến thực hiện tiếp chương trình 12.000 vé giảm giá 30%. Bên cạnh đó, ngành đường sắt vẫn thực hiện các chương trình giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội. Cụ thể, miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng với người lớn giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945. Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật cùng nhiều đối tượng khác. án Hiến pháp Indonesia đã bác đề xuất hạ độ tuổi của ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống xuống dưới 40 trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào năm 2024, song cũng đưa ra ngoại lệ đối với ngưỡng tuổi tối thiểu. Cụ thể, tranh án Tòa án Hiến pháp Indonesia đã bác đề xuất hạ độ tuổi tối thiểu đối với các ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống từ 40 hiện nay xuống 35. Tuy nhiên phán quyết của tòa cũng cho phép một ngoại lệ đối với những người từng phục vụ hoặc được bầu làm lãnh đạo khu vực được tham gia tranh cử ở độ tuổi trẻ hơn. Phán quyết của tòa án hiến pháp là quyết định cuối cùng. Phán quyết này có thể mở đường cho con trai cả của tổng thống Widodo tranh cử vào năm tới. Dự kiến các ứng viên tổng thống và liên danh tranh cử tại Indonesia sẽ đăng ký chính thức với Ủy ban bầu cử từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 10 tới. Chính phủ Đức đã quyết định tăng số trạm kiểm soát dọc biên giới phía đông và phía nam của nước này trong nỗ lực nhằm kiểm soát lượng người nhập cư trái phép gia tăng bất thường trong thời gian gần đây. Theo Bộ Nội vụ Đức, Berlin đã thông báo với Liên minh châu Âu EU về kế hoạch lập trạm kiểm soát tại các cửa khẩu ở biên giới với Cộng hòa Séc, Ba Lan, Thụy Sĩ để ngăn các đối tượng buôn lậu và các trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Bộ trên cũng cho biết biện pháp này được triển khai ngay từ ngày 16 tháng 10 và sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. Bên cạnh đó, Đức cũng thông báo với EU về việc gia hạn kiểm soát biên giới với Áo trong 6 tháng kể từ ngày 12 tháng 11, biện pháp từng được áp dụng trong cuộc khủng hoảng di si cư năm 2015. Bộ Nội vụ Đức cho biết cảnh sát biên giới sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát mới một cách linh hoạt, tùy thuộc vào tình hình. Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ đã đạt thỏa thuận nới lỏng các lệnh trừng phạt của Washington đối với ngành dầu mỏ Venezuela, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Theo đó, việc nới lỏng trừng phạt dự kiến sẽ được công bố sau khi chính quyền Tổng thống Venezuela ký thỏa thuận, trong đó có cam kết về bầu cử tại một hội nghị ở Barbados vào ngày 17 tháng 10 tới. Gần đây, Tổng thống Venezuela khẳng định nước này đã chuẩn bị đầy đủ để thực hiện các bước đi hướng tới tiến trình bình thường hóa và điều chỉnh các mối quan hệ với Mỹ. Đầu năm nay, hai tàu chở dầu của tập đoàn Chevron đã cập cảng quốc gia Nam Mỹ này với nhiệm vụ chuyên chở dầu thô và xăng về Mỹ lần đầu tiên sau 4 năm. Chính phủ Ấn Độ đã quyết định duy trì giá xuất khẩu tối thiểu MEP ở mức 1.200 đô la Mỹ một tấn đối với gạo Basmati. Điều này khiến nông dân và doanh nghiệp Ấn Độ lo ngại về nguy cơ giảm thu nhập và ảnh hưởng đến doanh số xuất khẩu. Nông dân Ấn Độ trồng lúa vào tháng 6 và tháng 7, thời điểm mưa nhiều và bắt đầu thu hoạch từ tháng 10. Giá gạo hiện đang bắt đầu giảm khi bước vào vụ thu hoạch mới. Nông dân, chủ cơ sở sai sát, các nhà xuất khẩu hy vọng chính phủ sẽ hạ giá xuất khẩu tối thiểu mà họ cho là đang ở mức quá cao. Tuy nhiên, việc chính phủ Ấn Độ quyết định duy trì giá sản khiến nông dân trồng gạo Basmati gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm bởi nhiều thương nhân và chủ cơ sở xay sát đã ngừng mua hàng tại các thị trường bán buôn. Theo các thương nhân, kể từ khi chính phủ áp giá sản, giá thóc Basmati đã giảm hơn 20%. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.